Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Góc nhìn khán giả được phát sóng hàng ngày trên VTC14. Trong chương trình ngày hôm nay, mời quý vị cùng chúng tôi điểm lại một số clip đáng chú ý đã được khán giả gửi đến trong tuần. Đầu tiên là những phản ánh về giao thông. Thưa quý vị, sáng ngày 18 tháng 1, nhánh cầu vượt cuối cùng Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn thuộc hai quận Gò Vấp và Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh đã chính thức được thông xe sau hơn 10 tháng tạm ngưng thi công. Đây là một trong 6 dự án trọng điểm của thành phố Hồ Chí Minh trong việc giải quyết kẹt xe khu vực sân bay Tân Sơn Nhất với tổng mức đầu tư 504 tỷ đồng. Nội dung này đã được khán giả Nguyễn Đình Ngọc có số điện thoại 0338 3 số cuối 774 gửi đến chương trình trong tuần qua. Còn khán giả Vũ Văn Hội có số điện thoại là 0914 3 số cuối 904 cho biết, thời gian gần đây du khách nước ngoài đến Việt Nam thuê xe máy tự lái để đi du lịch tại Nha Trang, Khánh Hòa dần trở nên phổ biến và được xem như một loại hình mạo hiểm hấp dẫn. Tuy nhiên, trong điều kiện giao thông phức tạp ở Việt Nam thì loại hình du lịch này lại ẩn chứa khá nhiều rủi ro. Bằng chứng là có không ít vụ tai nạn xảy ra gần đây trên địa bàn tỉnh là do du khách nước ngoài gây ra. Thậm chí có một số vụ đã gây tai nạn chết người. Còn tại Nam Định, nhiều năm qua, người dân khi lưu thông trên tuyến đại lộ Thiên Trường đoạn qua huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định không khỏi bức xúc trước tình trạng nhiều tiểu thương vô tư lấn chiếm lòng đường để buôn bán kinh doanh. Khán giả Minh Vũ từ số điện thoại 0912 3 số cuối 950 cho biết, mặt hàng được các tiểu thương bày bán ở đây với đủ chủng loại, chủ yếu là hàng hóa cồng kềnh, khiến cho tình hình an ninh trật tự rơi vào cảnh hỗn loạn, ùn tắc nghiêm trọng và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông cao. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip đáng chú ý này. Đúng 6 giờ 30 sáng ngày 18 tháng 1, rào chắn đã được Ban Quản lý Giao thông Đô thị số 3 tháo gỡ. Đây là nhánh cuối cùng của công trình cầu vượt hình chữ N tại vòng xoay Nguyễn Thái Sơn được đưa vào sử dụng sau hơn 10 tháng tạm ngưng vì vướng giải phóng mặt bằng. Nhánh cầu Nguyễn Kiệm, Nguyễn Thái Sơn có tổng chiều dài 367,7 m với hai làn xe lưu thông một chiều từ đường Nguyễn Kiệm hướng ngã tư Phú Nhuận đến đường Nguyễn Thái Sơn. Việc đưa vào sử dụng nhánh cầu này và hai nhánh trước đó sẽ giải quyết ùn tắc giao thông khu vực cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất. Cầu sẽ cấm xe có tổng trọng tải trên 10 tấn, xe thô sơ và người đi bộ. Một số tuyến đường gần đó được điều chỉnh để xây nhánh cầu là Đặng Văn Sâm, đoạn từ đường Hoàng Minh Giám đến Nguyễn Kiệm, và đường Bùi Văn Thêm nay tổ chức lưu thông hai chiều. Riêng đường Bùi Văn Thêm hướng từ đường Nguyễn Kiệm về Hoàng Minh Giám cấm ô tô lưu thông từ 6 giờ đến 8 giờ và từ 16 giờ đến 18 giờ hàng ngày. Trước nhu cầu thuê xe máy khi tới Nha Trang du lịch của du khách tăng mạnh, những năm qua, dịch vụ cho thuê xe ở thành phố này nở rộ. Sẽ không có gì đáng nói nếu các điểm cho thuê xe máy tuân thủ các quy định của pháp luật. Thực tế, việc cho du khách thuê xe, nhất là người nước ngoài, lại diễn ra khá dễ dàng. Không ít trường hợp người nước ngoài điều khiển xe máy nhưng không có giấy phép lái xe, hoặc có giấy phép lái xe nhưng không hợp lệ theo quy định của pháp luật Việt Nam. Trong khi đó, các điểm kinh doanh dịch vụ cho thuê xe lại khá dễ dãi. Người nước ngoài chỉ cần để lại hộ chiếu, không có giấy phép lái xe vẫn có thể thuê xe. Quốc lộ 21 và đại lộ Thiên Trường là hai tuyến đường huyết mạch chạy song song nối Nam Định đi Phủ Lý, nơi có lưu lượng phương tiện qua lại cao. Trong đó có nhiều xe ô tô, xe khách trọng tải lớn. Tuy nhiên, lòng đường của cả hai tuyến đường này đã bị lấn chiếm trong nhiều năm qua, đặc biệt là những dịp cận Tết, khiến giao thông qua đây gặp nhiều khó khăn.
từ khi các tiểu thương lấn chiếm, con đường vốn chật hẹp nay càng đông đúc và ồn ào hơn. Mọi mặt hàng đều được bày án ngữ, la liệt, gây mất an toàn giao thông. Xin được chuyển sang phần điểm những clip đáng chú ý về môi trường. Thưa quý vị, trước và trong Tết Nguyên đán, nhu cầu tiêu thụ gỗ trong dân tăng mạnh. Tại Khánh Hòa, các đối tượng khai thác vận chuyển trái phép lâm sản vì thế mà tăng cường hoạt động về quy mô, mức độ. Đáng chú ý, thời gian gần đây, thủ đoạn đối phó với lực lượng chức năng của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi hơn. Thông tin phản ánh này đã được khán giả Phạm Thanh Thủy có số điện thoại 0982 3 số cuối 669 thông tin. Còn khán giả Lê Đình Dũng có số điện thoại 0915 3 số cuối 663 cho biết được đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2014 với quy mô lớn. Không thể phủ nhận nhà máy luyện gang Nam Sơn có trụ sở tại huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên đã giải quyết một lượng lớn công ăn việc làm cho người dân địa phương. Tuy nhiên gần đây nhà máy này đã xả thải trực tiếp ra con suối phục vụ tưới tiêu của người dân, khiến việc canh tác của họ gặp rất nhiều khó khăn. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh, kênh nước chảy dọc giữa cầu Ông Lớn và cầu Him Lam thuộc địa bàn quận 7 cũng đang ô nhiễm nghiêm trọng. Dù chiều cường lên hay xuống thì rác thải vẫn tập trung ven bờ kênh và bốc mùi hôi thối. Trong khi đó, khu vực này là nơi hóng mát của người dân thành phố mỗi khi chiều xuống. Theo khán giả Trúc Phương có số điện thoại 0969 3 số cuối 274, người gửi clip đến cho chương trình, thì để bảo vệ môi trường, trước hết là bản thân mỗi người cần nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh chung. Bên cạnh đó, cơ quan chức năng cũng cần có biện pháp trục vớt rác để cải tạo dòng kênh, cải tạo môi trường nước. Trong tuần qua, câu chuyện về rác thải không chỉ nóng lên tại thủ đô mà tại khu vực miền Tây, một bãi rác với diện tích lớn tại huyện Duyên Hải, tỉnh Tiền Giang đang bị sụt lở nghiêm trọng. Người dân tại đây đang vô cùng lo lắng vì nếu không kịp giải quyết, hậu quả sẽ rất nặng nề và môi trường biển cũng sẽ ô nhiễm nghiêm trọng. Gửi phản ánh đến chương trình, khán giả Lê Hoàng có số điện thoại 0917 3 số cuối là 634, cũng như người dân nơi đây rất mong các ngành chức năng có thẩm quyền tiếp tục gia cố bờ kè bị sạt lở, bảo vệ bãi rác. Đồng thời, về lâu dài nên di rời bãi rác đến nơi khác, vì khi sóng biển xâm thực cuốn trôi bãi rác ra biển, hậu quả sẽ rất nặng nề. Thưa quý vị, nói đến bãi rác thành phố thì người dân Cà Mau đều lắc đầu ngao ngán bởi tình trạng ô nhiễm, mùi xú uế bốc lên. Thế nhưng Góc Nhìn Khán Giả ngày hôm nay sẽ không đề cập đến thực trạng này mà cùng kể câu chuyện về những số phận gắn liền với bãi rác. Bãi rác là nơi để mưu sinh với nhiều người, trong đó không chỉ có người lớn mà ngay cả trẻ nhỏ. Hàng ngày cũng như cha mẹ, anh chị của mình thì các em lao vào để tìm rác. Không chỉ ô nhiễm, thiếu an toàn, bãi rác còn vùi luôn con đường học hành của nhiều đứa trẻ. Clip do khán giả Hà Minh Phương có số điện thoại 0978 3 số cuối 937 chia sẻ cùng chương trình. Sau đây mời quý vị cùng xem lại những clip phản ánh này. Nhìn bên ngoài, chiếc xe du lịch 16 chỗ này không có dấu hiệu bất thường. Nhưng bên trong, các hàng ghế ngồi đã bị tháo dỡ. Không gian trống được dùng để chờ gỗ và che mắt lực lượng chức năng. Đây là cách mà các đối tượng lâm tặc thường sử dụng để vận chuyển gỗ trái phép trên tuyến đường Khánh Lê, Lâm Đồng thời gian gần đây. Những phương tiện này được mua lại với giá rẻ, có thể vứt bỏ khi bị phát hiện. Còn nếu chót lọt, chỉ cần 4 đến 5 vụ là có lời. Được biết, đèo Khánh Lê, Lâm Đồng là một trong những điểm nóng về khai thác vận chuyển lâm sản trái phép. Từ đầu năm đến nay, đội kiểm lâm cơ động đã phát hiện và xử lý gần 50 vụ vi phạm vận chuyển gỗ trái phép tại Khánh Vĩnh. Phần lớn các vụ diễn ra trên tuyến đường Khánh Lê, Lâm Đồng và khu vực rừng thuộc xã Khánh Thượng. Lượng xe ô tô từ 7 đến 16 chỗ bị thu giữ không nhiều. Một phần do các đối tượng lâm tặc ngày càng liều lĩnh, chống trả. Mặt khác, thẩm quyền xử lý của lực lượng kiểm lâm vẫn còn hạn chế nhiều. Đây là khu vực khai thác của nhà máy luyện gang. Máy móc hoạt động dồn dập cả ngày đêm. Con ống xả thải này nối trực tiếp từ khu vực sản xuất của nhà máy luyện gang ra con suối phục vụ tưới tiêu của người dân.
Bùn đất đục ngầu từ đây theo dòng chảy hòa lẫn vào con suối. Nước đục theo dòng chảy từ thị trấn Trại Cao đến khu vực Cầu Mây, Phú Bình. Không thể sử dụng nguồn nước này phục vụ cho nông nghiệp, nhiều diện tích đất canh tác của người dân đã bị bỏ hoang. Theo phản ánh thì người dân đã nhiều lần gửi đơn thư đến chính quyền địa phương, nhưng không được quan tâm giải quyết, đề nghị địa phương sớm vào cuộc làm rõ thực trạng này. Leo xuống hiện trường nào. Theo ghi nhận, tình trạng rác thải gây ô nhiễm tại kênh cầu Him Lam đã diễn ra từ nhiều năm nay và có dấu hiệu ngày một nghiêm trọng do không có người trục vớt rác. Khoảng 10 giờ sáng là thời điểm chiều cường xuống, rác thải vẫn còn vướng nhiều ở ven bờ kênh, bốc mùi hôi thối vây kín. Rác chủ yếu là các loại chai nhựa, thùng xốp, bao ni lông. Nhiều người ngồi hóng mát uống nước ở bờ kênh, còn tiện tay vứt rác xuống dòng kênh, khiến dòng nước càng trở nên ô nhiễm. Còn khoảng 16 giờ hàng ngày là thời điểm chiều cường lên, khiến một lượng lớn rác thải dồn về phía ven bờ, thậm chí trôi lững lờ giữa dòng nước, tạo ra khung cảnh nhếch nhác. Dòng nước đen ngòm và bốc mùi hôi thối, thế nhưng người dân vẫn thản nhiên ngồi tụ tập tại các quán nước dọc hai bên kênh để hóng mát, hàn huyên bên chén trà. Đây là bãi tập kết rác tại địa bàn ven biển thuộc ấp Xóm Dẫy, xã Kiểng Phước, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang. Bãi tập kết rác này đã tồn tại hơn 10 năm. Mỗi ngày, bãi rác này tiếp nhận hàng chục tấn rác do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại dịch vụ Mỹ Châu thu gom trên địa bàn huyện Gò Công Đông chuyển về. Do dân cư đông đúc, nhu cầu sinh hoạt gia tăng nên lượng rác thải tập trung tại đây ngày càng nhiều. Mặt khác, công tác xử lý rác tại bãi lại tồn tại nhiều hạn chế. Đặc biệt, nước thải hôi thối chảy ra từ bãi rác không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sống, mà còn đe dọa đến diện tích rừng phòng hộ xung quanh đê biển Gò Công Đông. Đáng nói là trong những ngày gần đây, gió mạnh, sóng to đã làm hai đầu bờ kè bảo vệ bãi rác này bị sói lở nghiêm trọng. Nước biển tràn vào bên trong, nguy cơ cuốn trôi bãi rác bất cứ lúc nào là điều mà người dân nơi đây vô cùng e ngại. Em Lê Chí Nhẫn, 9 tuổi, là một trong hàng chục đứa trẻ đang mưu sinh tại các bãi rác trên địa bàn thành phố Cà Mau. Cũng giống bà ngoại và mẹ em Nhẫn đã làm việc này nhiều năm nay. Quen với mùi hôi và môi trường ô nhiễm, Nhẫn chưa từng lo lắng cho sức khỏe của bản thân bởi em còn quá nhỏ. Mà hơn hết, em chỉ quan tâm đến việc tìm rác để bán lấy tiền mưu sinh cùng gia đình. Cũng giống Nhẫn, bãi rác là nơi để mưu sinh, cũng vừa là sân chơi của những em nhỏ. Như trường hợp chị em Nguyễn Kiều Thương, Nguyễn Kiều Nhớ. Các em đi theo cha mẹ ra đây để tiện chăm nom. Đồ chơi cũng là bọc ni lông, rác thải giữa âm thanh đào bới xung quanh. Năm nay con học lớp 4, thứ 7. Ở tuổi lên 6, lên 8, các em có biết gì ngoài để mặc bản thân theo dòng mưu sinh của gia đình giữa bãi rác mênh mông. Con đi học 4 giờ con về. Chuyển sang một số phản ánh đáng chú ý khác. Thưa quý vị, chỉ còn 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Hiện các làng nghề làm bánh Tết ở huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa đang tất bật sản xuất hàng hóa để kịp phục vụ thị trường.
Theo chia sẻ của khán giả Trần Nghi có số điện thoại là 0989 3 số cuối 914 thì năm nay thời tiết không thuận lợi, giá cả một số nguyên liệu tăng cao, thị trường bị thu hẹp, nhưng hầu hết các cơ sở sản xuất vẫn cố gắng bám trụ để níu giữ cái nghề cha ông để lại. Còn tại cố đô Huế, những ngày này, người dân làng nghề truyền thống Bao La, huyện Quảng Điền cũng đang tất bật vào vụ Tết. Từ chỗ làm những sản phẩm đan lát để phục vụ cho chính cuộc sống sinh hoạt sản xuất của người dân Bao La, đan lát đã trở thành một làng nghề thủ công mỹ nghệ. Đây là cách để bảo tồn một nghề truyền thống, gìn giữ những nét tinh hoa của dân tộc. Vừa là cách để thu hút khách du lịch tìm đến thêm nhiều hơn, bởi chính những sản phẩm đan lát đầy nghệ thuật này với khách du lịch là những món quà địa phương họ muốn mua về. Clip đáng chú ý này đã được khán giả Tuấn Hiệp có số điện thoại 0338, 3 số cuối là 774 chia sẻ trong tuần qua. Và thưa quý vị, trong tuần qua thì một clip đã nhận được nhiều sự quan tâm của quý vị khán giả, đó là những chia sẻ về cuộc đời của bà Hồ Thị Quế ở xã Ninh Hòa, huyện Ninh Giang, Hải Dương. Dù bị liệt hai tay, nhưng bà Quế lại có đôi chân kỳ lạ làm được mọi việc. Chính từ đôi chân này, bà đã làm ra nguồn thực phẩm sạch để phục vụ sinh hoạt hàng ngày. Theo chia sẻ của khán giả Lương Thiện có số điện thoại là 0934, 3 số cuối 645, thì 71 năm mang trong mình nỗi thiệt thòi so với nhiều người khác, nhưng niềm tin, ý chí và nghị lực trong tâm hồn người đàn bà khuyết tật Hồ Thị Quế chưa bao giờ vơi cạn. Sau đây, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi lại những đoạn clip đáng chú ý này. Về thôn Phú Lộc Tây, thị trấn Diên Khánh, huyện Diên Khánh những ngày này, mới thấy không khí nhộn nhịp, tất bật tại các cơ sở sản xuất bánh tráng, bánh in, những nghề có lịch sử lâu đời ở đây. Nhà nhà, người người đều nhanh tay cố gắng hoàn thành công việc của mình. Làng nghề bánh tráng tại đây là một trong những làng nghề có tuổi thọ lâu đời ở tỉnh Khánh Hòa. Những ngày giáp Tết, trên khắp các nẻo đường vào thôn Phú Lộc Tây 1, 2, 3 thuộc thị trấn Diên Khánh, cách thành phố Nha Trang hơn 10 km. Đầu đầu cũng thấy màu trắng lấp lóa của những liếp bánh tráng đang phơi nắng. Làng làm bánh tráng quanh năm, nhưng khoảng trung tuần tháng 11 âm lịch thì các lò bánh tráng lại rực lửa cả ngày lẫn đêm. Và làm đến tận 24, 25 tháng chạp âm lịch. Ghé thăm lò bánh tráng của gia đình chị Nguyễn Thị Thu Thảo, thôn Phú Lộc Tây 3, khi chị đang thoăn thoắt tráng bánh, vớt bánh bên lò lửa nóng rực. Để kịp hàng giao cho mối quen, chị phải thức dậy từ 2 giờ sáng và làm đến khoảng 4 giờ chiều mới nghỉ. Tuy nhiên, so với những năm trước thì thị trường bánh tráng có phần giảm sút. Trước kia, dịp Tết, mỗi ngày chị phải tráng từ 27 đến 40 kg gạo. Thì năm nay, mỗi ngày chị tráng chỉ còn khoảng hơn 20 kg gạo. Chi phí gạo, đường, mật cũng tăng hơn so với năm ngoái. Nhưng giá cả bánh bán ra cũng không thay đổi. Vì nếu tăng giá thì sức mua sẽ giảm. Không chỉ gặp khó về thị trường, mà thời tiết năm nay cũng ảnh hưởng khá nhiều đến việc sản xuất của bà con. Những ngày gần đây, thời tiết tại Khánh Hòa vẫn còn mưa và lạnh, nên việc phơi bánh tráng gặp nhiều khó khăn. Sau khi tráng bánh xong, người dân phải sử dụng lò lửa để phơi bánh, nếu không bánh sẽ bị hư. Bên cạnh đó, các hộ làm bánh in ở làng nghề Phú Lộc Tây cũng đang chạy nước rút để kịp đủ số lượng cung ứng cho thị trường dịp Tết. Khác với bánh tráng làm quanh năm, ngày làm bánh in chỉ làm vào dịp Tết từ cuối tháng 11 đến 20 tháng chạp âm lịch. Nhu cầu mua sắm ngày càng đa dạng, vì vậy các xưởng bánh in cũng tạo ra những mẫu mã đa dạng, đẹp mắt để đáp ứng thị hiếu tiêu dùng. Các xưởng bánh ở đây cho biết, trung bình mỗi ngày làm khoảng 500 đến 1.000 cái bánh đủ kích cỡ từ bé, trung đến đại. Tùy mẫu mã, kích cỡ khác nhau, mà có giá dao động từ 17 đến 80.000 đồng trên một cặp bánh. Không ai biết nghề đan lát đã xuất hiện ở làng Bao La từ khi nào. Chỉ biết rằng nói đến nghề đan thúng mủng thì Bao La là làng nổi tiếng từ xưa đến nay của cả vùng đất Huế. Trước kia,
cả làng Bao La đều làm nghề đan, chuyên làm các sản phẩm truyền thống phục vụ nông nghiệp. Hễ xong mùa vụ, khi gieo cấy, gặt hái xong xuôi là nhà nhà đều bày tre ra để đan. Hàng đan bằng tre nứa của Bao La vừa đẹp vừa bền, loại tre mà người dân làng Bao La dùng để đan thúng, mủm, các vật loại vật dụng hàng ngày dùng trong sinh hoạt và trong sản xuất nông nghiệp là một loại tre đặc biệt, thân thẳng, gióng dài mà bà con ở đây thường gọi là tre lồ ô. Từ những cây tre lồ ô này, qua bàn tay bao đời người nối tiếp nhau ở làng quê đã tạo nên danh tiếng của một loại hàng hóa rất gần gũi và cần thiết đối với cuộc sống của con người. Thúng mủng, rổ giá, dần sàng, nong nia. Từ chỗ làm những sản phẩm đan lát để phục vụ cho chính cuộc sống sinh hoạt, sản xuất của người dân nơi đây, đan lát đã trở thành một làng nghề thủ công mỹ nghệ. Đây là cách để bảo tồn một nghề truyền thống, gìn giữ nét tinh hoa của dân tộc, vừa là cách để thu hút khách du lịch tìm đến thêm nhiều hơn. Bởi chính những sản phẩm đan lát đầy nghệ thuật này với khách du lịch là những món quà địa phương họ muốn mang về. Bị liệt đôi tay từ lúc lọt lòng, bà Hồ Thị Quế ở thôn Đồng Hy, xã Ninh Hòa, Ninh Giang, Hải Dương đã dùng chính đôi bàn chân của mình để thực hiện các sinh hoạt cá nhân, tự làm ra của cải chăm sóc bản thân. Bảy mươi năm mang trong mình nỗi thiệt thòi so với nhiều người khác, nhưng niềm tin, ý chí và nghị lực trong tâm hồn người đàn bà khuyết tật này chưa bao giờ vơi cạn. Ít ai ngờ rằng, vườn rau muống xanh mướt cùng nhiều loại cây như rong giềng, khế, ổi, roi, quanh năm tươi tốt này lại do bàn chân của bà Quế vun trồng. Tận dụng nguồn rau xanh trong vườn, bà nuôi thêm đàn gà để lấy thịt, lấy trứng, cải thiện bữa ăn. Đến nay, đàn gà của bà có đủ trống, mái, trong đó phần lớn là gà đẻ. Mỗi lần bán trứng, bà lại dùng tiền để đong gạo và mua những vật dụng thiết yếu cho gia đình. Được biết, bà Quế là con út trong gia đình có 5 anh em. Vừa lọt lòng đã bị liệt đôi tay nên đến tuổi đi học, bà phải lê hai chân và cần có người bế tới trường. Đến năm 10 tuổi, bà vẫn không biết đi mà chỉ bò lết trên sân. Gia đình vốn khó khăn và đông anh em, cho nên việc chữa bệnh cho bà cũng không có điều kiện và mọi sinh hoạt của bà đều nhờ vào anh chị, người thân. Từ khi bố mẹ qua đời, bà được anh trai đón về chăm sóc. Địa phương tạo điều kiện cho mảnh đất làm nhà. Và từ đó bà ở một mình đến nay. Không chồng, không con, từ đó mọi việc trong nhà cũng như sinh hoạt cá nhân, bà Quế đều dùng chân. Tới đây, chương trình Góc nhìn khán giả ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại. Nếu có thông tin, hình ảnh cần chia sẻ, quý vị khán giả có thể gửi đến địa chỉ email gocnhinkhangia@vtc.gov.vn hoặc cũng có thể gọi điện đến số điện thoại liên lạc của chương trình là 0904 88 1414. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.